Làm sạch nội tạng cơ thể sau khi ăn các thực phẩm khác nhau ấy là một phần quan trọng trong việc duy trì sức khỏe. Dưới đây là một số mẹo mà anh muốn chia sẻ để giúp bạn làm sạch nội tạng. Uống nhiều nước. Nước là yếu tố quan trọng để loại bỏ độc tố khỏi cơ thể. Như mỗi ngày là anh sẽ uống khoảng 2-3 lít nước. Ăn thực phẩm giàu chất xơ, rau xanh, trái cây và các loại hạt chứa rất nhiều chất xơ giúp cải thiện hệ tiêu hóa, loại bỏ các chất cặn bã và độc tố ra khỏi cơ thể qua đường tiêu hóa. Giảm đường và thực phẩm chế biến sẵn. Thực phẩm nhiều đường và đồ ăn chế biến sẵn chứa nhiều hóa chất có thể gây hại cho nội tạng, đặc biệt là gan. Giảm thiểu chúng sẽ giúp cơ thể tự làm sạch tốt hơn. Bổ sung chất chống oxy hóa. Các thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như những loại quả nhiều nước, cải xoăn và hạt lanh giúp bảo vệ gan và thận khỏi các gốc tự do và độc tố. Ăn tỏi. Tỏi có tác dụng kích hoạt các enzyme trong gan, hỗ trợ quá trình loại bỏ độc tố khỏi cơ thể. Sử dụng chanh. Uống nước chanh mỗi sáng sẽ giúp kích thích tiêu hóa và giải độc gan nhờ vitamin C và chất chống oxy hóa. Và điều cuối cùng không thể thiếu đó chính là vận động đều đặn. Tập thể dục không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn hỗ trợ quá trình tuần hoàn, giúp gan và thận làm việc hiệu quả hơn trong việc lọc máu và loại bỏ độc tố. Hy vọng rằng những thông tin này bổ ích với bạn và đừng quên chia sẻ với nhiều người hơn nữa nhé. Oanh Nguyễn cùng bạn hạnh phúc và khỏe mạnh trọn vẹn.